Sắp MD Sài Gòn kính chào cả nhà. Trước khi đi vào giới thiệu phần các cái băng đĩa mới về thì em xin giới thiệu lại với cả nhà mình cái kệ đựng đĩa bằng mica. Thì cái đệ kệ này em thiết kế chiều ngang của nó là 30 34 nha các bác. Đây là chiều ngang. Chiều sâu của nó là 16 ha. Và chiều cao của nó là 17 ha. Thì cái kệ này hoàn toàn bằng mica nha các bác, bằng mica. Và ở đây mình đựng được 10 cái đĩa nè, 10 cái đĩa CD. Còn ở bên đây là mà mình có 4 4 một 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 dọc như thế này là 10 cái ha. Thì mình để được 40 cái đĩa MD. Đĩa MD mà loại mà có hộp của em mà vẫn hay bán 40.000 một cái các bác. Đó. Thì mình để được 4 4 cái ha. Dạ 4 bốn bên tức là 40 cái đó. Thì cái này toàn bộ được thiết kế bằng mica cắt CNC ha. Cắt CNC. Đây là chân đế của nó ha, đây là chân đế. Thì chất liệu này sang rất là sang và rất là bền ha, cực kỳ bền, rất rất là bền luôn. Thì giá của nó là 1.200.000 nha bác, 1.200.000 ha. Đó thì ở đây mình đựng được ở đây 10 cái CD và 10 cái CD và 40 cái MD ha. Đó. Thì mình có thể để chồng lên cũng được ha, để ngang qua cũng được. Đó, thì các bác nào hôm các bác nào có quan tâm đến kệ đĩa MD thì đây là clip em giới thiệu lại ha. Cái kệ này hôm trước năm ngoái thì em cũng có giới thiệu rồi. Năm nay có một số bác hỏi thì em xin giới thiệu lại nha. Rồi, sau đây là các cái đĩa băng đĩa mà em vừa mới về trong ngày hôm nay ạ. Shop MD Sài Gòn kính chào cả nhà. Nay em về được một ít băng đĩa MD nguyên siêu ha, cũng như là đĩa đã qua sử dụng. Thì đây là đĩa nguyên siêu nè cả nhà, và đây là đĩa đã qua sử dụng ha. Đó. Đĩa này có tiếng Nhật ở trong cùng với một ít băng băng cối các bác, băng cối 7 inch. Thì em xin nhắc lại là hiện tại em không ship COD nha. Và trong thời điểm hiện tại em xin phép không được ship COD. Thì các bác chuyển khoản thì em sẽ gửi hàng ha. Và cái nào bao ship thì em sẽ báo cho mình, còn cái nào không bao ship thì em cũng sẽ báo luôn. Trước tiên đó là băng băng cối 7 inch ha. Thì ở đây em về khoảng 30 cái các bác, 30 cái ha. Thì trong 30 cái này á, thì chủ cũ ở bên Nhật người ta báo cho mình biết là người ta đã ghi nhạc cổ điển ở trong này. Đã ghi nhạc cổ điển ha. Thì em không có máy thử ha. Băng 7 inch nè các bác. Băng 7 inch. Thì ở đây em có 1 2 3 4 5 cuốn. 5 cuốn các bác. 5 cuốn toàn bộ là băng Sony nha các bác, băng Sony ha. Thì 5 cái cuốn mà không có cái hộp nhựa này em sẽ bán với giá 250.000 một cái ha, giá không bao gồm phí ship nha các bác. Giá không bao gồm phí ship ha. Thì em nhìn tình trạng cái băng thì nói chung là mình nhìn ở ngoài sơ sơ như thế này thôi. Thì nói chung là băng nhìn thấy nó không có đến nỗi nào ha, và tức là còn đẹp lắm các bác, còn đẹp ha, chứ còn không có gọi là xấu hay là cũ gì lắm. Nói chung là theo mắt cảm quan thì nó vẫn còn xài được nha, chứ không phải là không xài được đâu. Rồi thì băng cối này nha, băng cối này em xin nhắc lại với cái loại mà không có hộp này ha, thì em sẽ bán với giá, em có 5 cái các bác, có 5 cái ha, thì giá của nó là 250.000 một cái không bao gồm phí ship. Nó có khoảng 25 cái băng cối mà nó có cái hộp như thế này đó. Đây nha cả nhà mình nhìn kỹ giùm em nha, băng Sony ha, Magnetic Sound ha, Record Tap Super 150 ha. Đó. Thì ở đây nó có cái nút mà mình bấm ở đây để mình bấm đây để gỡ cái băng ra ha. Đó, thì cái băng của nó như thế này. Băng sản xuất tại Nhật nha các bác. Ha, đó, băng sản xuất tại Nhật đàng hoàng nha. Thì cái loại mà có hộp này thì em sẽ bán với giá là 300 ngàn ha. 300 ngàn, giá không bao gồm phí ship nha các bác. 300 ngàn nha. Và chỉ có duy nhất một cái cuốn băng Sony Master Record này, thì băng này ha. Đây, băng Sony Master Record ha.
Đó. Thì ở đây có một bộ cuốn này, cuốn này giá 500 ngàn, chỉ duy nhất một cuốn này thôi nha bác. Dạ, duy nhất một cuốn thôi, có một cuốn này thôi ha. 500 ngàn nha bác. Dạ. Bằng master ha, bằng master. Đó thì cái thùng này em về nó khoảng 30 cái ha, 30 cái thì bác nào băng 7 inch nha, băng 7 inch của Sony và Made in Japan đàng hoàng. Đó, thì bác nào mà chơi băng cối thì liên hệ giúp em ha. Dạ. Rồi đối với đĩa MD thì đĩa này là đĩa đã qua sử dụng có nhạc Nhật ở trong nha. Dạ, đĩa chưa ghi nhạc chưa ha, chưa. Thì một cái cọc như thế bóc ngang như thế này á, cái bóc ngang ha, cái bóc 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 đại là 25 ngàn một cái, 250 ngàn giá chưa bao gồm phí ship. Nếu các bác nào muốn em lựa ra cái đĩa nào mà nó đẹp, tất nhiên là ở trong đống cái đĩa này thì có đĩa xấu, có đĩa đẹp các bác, đĩa dơ ha. Nói chung là nếu mà muốn lựa em lựa ra thì lựa cho em lựa ra cho mình đĩa mà nó đẹp á, 35 ngàn. Nếu các bác thích ha, dạ, thích lựa. Còn em thì em chỉ muốn bán là cứ bóc ngang ha, bóc ngang, và em không chịu trách nhiệm nha. Em bảo đảm cho mình á là cái đĩa là nó đầy đủ cửa sổ ha, đầy đủ cửa sổ. Còn em không đảm bảo cái việc là nó như thế nào ha, nội dung gì và ghi được hay không thì em không có đảm bảo nha. Em chỉ đảm bảo là cái đĩa nó nguyên vẹn như thế này, không bị mất cửa sổ ha. Dạ. Đó, thì em chỉ đảm bảo cho mình như thế và có hộp đầy đủ, hộp zin đầy đủ ha. Cái hộp zin của nó như thế này ha. Đó. Hộp zin nó như thế này. Hộp như thế này. Đó. Thì em đảm bảo cho mình là thứ nhất đó là có cái cửa sổ, không bị mất cửa sổ, không bị mất cái cửa này các bác, không bị mất cái cửa này ha. Và có hộp đầy đủ. Thì giá bốc đại, bốc ngang như thế này là 25 ngàn, còn lựa là 35 ngàn nha các bác. Dạ, lựa là 35 ngàn. Thì đĩa này là đĩa đã qua sử dụng nha. Dạ, đã ghi nhạc, có nhạc tiếng Nhật ở trong rồi nha các bác. Dạ. Rồi. Đối với đĩa nguyên siêu thì như em thông báo với mình hôm trước ha, những cái đĩa mà 80 phút á thì nó có giá là 800 ngàn, và đĩa 74 phút có đĩa có giá là 700 ngàn một lóc các bác, một lóc ha, hoặc là một cái lẻ thì là 74 là 70 ngàn. Thì ở đây em có hai lóc TDK nè ha. Nói chung là cái này toàn bộ là 74, cái nào 80 thì mình sẽ nói 80, nhưng toàn bộ đây là 74 hết ha. Đây là TDK nè, đây là SL nè, TDK nè, Sony nè ha, Sony ha. Là những đây là những cái đĩa mà nó bị bung cái giấy ở ngoài các bác, thì nó còn cái ở trong, còn ở trong, nhưng mà bảo đảm là đĩa nguyên siêu chưa có ghi gì cả, bảo đảm là đĩa mới chưa sử dụng nha. Dạ. Thì những cái đĩa này là 74 ngàn, cái nào lóc 10 thì cái bán nào em, nếu mà còn nằm trong lóc thì em sẽ không xé ra nha, em bán nguyên lóc ha, 700 ngàn. Ở đây nó có cái lốc này 5 cái thì 7 lần 5 là 350, và giá không bao gồm phí ship nha các bác. Không bao gồm phí ship nha. Dạ, và giá không bao gồm phí ship. Các bác lưu ý giùm em là đĩa nguyên siêu hiện giờ nó rất là mắc các bác. Giá này bằng gần như là bằng giá trên trang, nếu mà trên trang đấu giá của Nhật, nếu mà các bác nào mua số lượng ít. Tại vì em mua số lượng nhiều. Em mua số lượng nhiều cho nên là giá nó có giảm một tí, và nó không có lời bao nhiêu đâu các bác. Một cục này nếu mà về đây thì em bán cho các bác xong em lời 50 ngàn là nhiều nhất. Dạ. Không có lời, cho nên là không lời nhiều, chủ yếu là có rất là nhiều bác hỏi em về đĩa mà đem nguyên siêu cho nên em nhập về, chứ còn nhập những cái này nó không có lời bao nhiêu cả. Dạ, không có lời bao nhiêu. Cho nên các bác nào muốn chơi đĩa mới hoàn toàn 100% thì mình chịu khó giúp em là giá của nó hiện tại là rất là cao. Không phải là rất là, nhưng mà nó cao. Đừng so sánh với giá của vài ba năm trước khi mà hàng biển nó đi được ha. Dạ. Hoặc là đừng so sánh với giá mà những cái cọc mà người ta đi lượm ở ngoài bãi rác á, người ta bỏ vào trong trong thùng, bỏ vào trong hàng á, lẫn hàng người ta gửi về. Đây là đĩa mà nguyên siêu của những cửa hàng nó bán đĩa nguyên siêu vẫn còn thùng đàng hoàng, thì cái giá nó cao các bác. Dạ. Nói chung là em nhập về này em bán cho các bác thì lời nó chỉ 5-70 ngàn thôi, mà cả tháng trời ha, bỏ tiền ra cả tháng trời, cho nên là các bác thông cảm giúp em. Mua được thì em cảm ơn, và em xin cảm ơn rất rất là nhiều. Thì đây là đĩa nguyên siêu ha. Và đây là đĩa nguyên siêu.
Rồi đối với những cái đĩa mà 80 phút như thế này á, thì nó là 80 ngàn ha. Thì ở đây em có đĩa 80 phút thì có mấy cái thôi à. Dạ. Ở đây khoảng chừng 10 cái các bác. Khoảng chừng 10 cái ha. Khoảng chừng 10 cái. Đây 80 phút thì khoảng chừng 10 cái thôi. 80 phút là 80 ngàn và 70 phút là 70 ngàn. 74 phút là 70 ngàn nha. Dạ. Rồi ở đây nó có một cái số cái đĩa lẻ ha. Một số đĩa lẻ thì giá của nó cũng thế thôi các bác, và cũng 70 ngàn. Đây là đĩa Christian nè, Christian màu 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 tím nè, màu gold nè, màu xanh nè. Đó, những cái đĩa này thì còn mới thì nó cũng nói chung là lẻ, nó lẻ lẻ các bác, thì cũng 70 ngàn thôi. Hoặc là đĩa Asia 60 phút nè ha, Asia 60 phút thì nó cũng 70 ngàn nha. Và hay là đĩa Konica, Konica hoặc là Maxell ha, thì nó cũng thế ha, cũng 70 ngàn cả, giống như những cái đĩa kia thôi. Rồi ở đây em về được có hai cái đĩa Sony lòng vàng ha, thì hai cái đĩa này 100 ngàn một cái các bác ha, 100 ngàn. Cũng như đĩa TDK XA, cái này là XA ha, nó vẫn là lòng vàng, vẫn là lòng vàng nhé các bác, vẫn là lòng vàng nè, thấy không, thấy lòng vàng không, nhưng mà nó không phải là XA Pro ha, nó chỉ là XA thường thôi ha. Dạ, XA thường thôi. Thì hai cái này thì em sẽ cũng để cho các bác 100 ngàn một cái thôi, không có cao lắm ha. Dạ, nó bằng giá với cái Sony màu vàng này. Còn nếu mà các bác nào thích những cái đĩa Sony mà nó chưa có xài rồi á, thì nó sẽ rẻ hơn. Giống như cái đĩa Sony này á, thì là 80 ngàn ha. À, cái đĩa Sony này á, đó, Sony này là 70 ngàn và Sony này là 60 ngàn. Đĩa đã qua sử dụng nhưng mà còn rất là đẹp. Còn đẹp nhé các bác, còn rất là đẹp ha. Đó. Hoặc là đĩa TDK mà lòng vàng như thế này ha, 60 ngàn. Đó, nếu bác nào thích. Đây, đĩa TDK nó còn rất là mới ha, mình nhìn cái mặt của nó không có trầy. Đó, TDK lòng vàng ha, 60 ngàn. Nếu mà các bác nào mà muốn đĩa lòng vàng thì cứ liên hệ với em ha. Và số lượng không hạn chế. Ở đây em có một cái hộp này là 5 cái 5 màu nè các bác, 5 cái 5 màu ha, 5 cái 5 màu. À, 5 cái 5 màu. Thì đĩa này em cũng chỉ tính của mình là 3 lần 5 là 15 ha. Dạ. 150. 3 lần 5 là 15 là 150. 35.000 là 175. Rồi nếu mà bác nào lấy cái hộp này á, thì 200.000 nha, 200.000. 200.000 cái hộp này ha, 5 cái. Và cái hộp này thì nó có 5 màu các bác, 5 màu ha. Đây 5 màu Asia ha, Asia 5 màu. Và nếu mà bác nào thích lấy cái hộp này, thích lấy riêng cái hộp như này đựng 5 cái như này á, thì riêng cái hộp này là 30 ngàn nha các bác. Bác nào muốn lấy cái hộp này không ha, để cho gọn á, thì em đang có khoảng 20 cái như thế này. Còn nếu mà đĩa cái hộp mà nó có 10 đĩa thì nó là 50 ngàn. 50 ngàn nha bác. Đó. Thì các bác nào quan tâm hoặc có nhu cầu thì xin cứ liên hệ trực tiếp theo số điện thoại 0907406222 giúp em. Zalo cũng là số đó nha. Rồi em ship hàng toàn quốc cho mình nha. Hiện tại em xin nhắc lại, tạm thời hiện tại là em không có ship COD ha. Các bác mua thì chuyển khoản giúp em để em sẽ gửi hàng ạ. Em xin trân trọng cảm ơn rất là nhiều ạ. Thì hộp không thì em có những cái dạng là mở nắp giống lúc nãy ha, hoặc là cái hộp này thì nắp nó tháo rời ra luôn. Đó, nắp nó tháo rời, đợt này là 1 2 3 4 5 6 ha, đợt được 6 cái. Thì khi mà mình gắn lại thì nó ra như thế này. Đó, gắn lại là nó như thế này nha các bác. Rồi, hoặc nếu mà hộp này thì đó, đây là hộp 10 cái ha, hộp này đựng được 10 cái. Hộp đựng được 10 cái này, đó, có hai cái các bác, hộp đựng được 10 ha. Còn đây là hộp đựng 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái ha. Hộp đựng 6 cái. Đó, nó gỡ ra như thế này. Ha, đây. Hộp đựng 6 cái nha các bác. Dạ. Thì cũng 30 ngàn thôi, dạ cũng 30 ngàn, cho có một ít cho các bác nào muốn lấy thôi ạ. Dạ.